tượng mạnh trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cảnh đẹp của Việt Nam ngày càng được thế giới biết đến. Nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Phong Nha Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long, Tràng An từng xuất hiện trên các bộ phim bom tấn của thế giới. Cách đây ít lâu, chương trình truyền hình nổi tiếng Battleship của Hàn Quốc với sự tham gia của hai ngôi sao Eun Kyung và An San Yong cũng ghé thăm Việt Nam. Ngoài Hà Nội, dàn sao Hàn đã ghé thăm hang múa và động thiên hà của Ninh Bình. Eun Kyung và An San Yong không giấu được vẻ kinh ngạc trước cảnh vật hùng vĩ của non nước vùng đất cố đô cư dân mạng hàn quốc cũng để lại vô số bình luận khen ngợi cảnh đẹp của việt nam tọa lạc ở thôn khê đầu hạ xã đinh xuân huyện hoa lư hang múa được coi là vạn lý trường thành của việt nam được nhiều người khen ngợi là một trong những địa điểm check in được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay bốn mùa cảnh sắc nơi đây vẫn luôn khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn với những góc sống ảo như đỉnh núi múa với tầm nhìn trọn vùng tam cốc hồ sen rộng tới một hecta. nếu như hang múa mới nổi vài năm gần đây thì động thiên hà từ lâu đã là danh thắng nổi tiếng của vùng đất cố đô động nằm ẩn mình trong dải núi tướng một ngọn núi thuộc dãy Tràng An. Núi tướng được xem như một vọng gác tiền tiêu bảo vệ thành Hoa Lư thời vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Động mới được phát hiện năm 2007 do cửa động rất nhỏ và bị cây cối che phủ rất khó tìm. Động có chiều dài 700m bao gồm động khô dài 200m và động nước dài 500m. Không gian động lên đến 12 000 m vuông tương đương hang sửng suốt với vô số nhu đá có hình thù kỳ lạ. Theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, hệ thống nhu đá trong động thiên hà vẫn còn sống và đang trong quá trình phát triển.